Anh không biết là em phải đeo cái bụng bầu này mệt mỏi thế nào đâu. Anh phải đền bù cho em ấy nhá. Được rồi, cộng hết vào, anh bù một thể. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình. Em không có gì bất ngờ à? Em bất ngờ đến mức không nói nên lời mà. Mà sao anh đi công tác về sớm, không báo em một tiếng đêm chuẩn bị? Thì tại hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình mà, anh muốn tạo bất ngờ cho em. Mà anh cứ nghĩ là em cũng sẽ có bất ngờ gì dành cho anh đâu. Mà sao em đang bầu bì mà ăn mặc phong phanh thế? Để anh đóng cửa lại nhá. Anh, em thấy cũng đâu có lạnh lắm đâu, phòng ấm mà. Với cả là em đi ngủ mặc thế này cho thoải mái. Hay là anh chê em bầu bì xấu xí anh không thích? Anh có bao giờ chê vợ anh xấu đâu. Vợ anh như nào á, anh cũng yêu hết. Mà thôi, để anh đi tắm xong là anh vào chơi với hai mẹ con nhá. Chứ bây giờ người anh đang bụi bặm, sợ ảnh hưởng đến hai mẹ con. Vâng, anh đi đi ạ. Cái gì đấy Bảo? À, đây là con ma nơ canh ấy mà. Con ma nơ canh thai giáo, em mới mua. Ma nơ canh thai giáo á? Lần đó anh nghe thấy đấy. Vâng, loại đặc biệt nhất đấy anh ạ. Con ma nơ canh này là nó mô phỏng lại bà bầu, giúp di chuyển đi đứng nằm ngồi, rồi còn phối cả đồ cho bà bầu nữa. Mẫu hiện đại nhất đấy anh ạ. Mẫu hiện đại nhất á? Bây giờ cũng lắm trò thật đấy. Mà thôi, miễn là nó giúp ích cho vợ anh ấy thì bao nhiêu tiền anh cũng chi. Để anh xem nào. Vợ ơi, sao ma nơ canh bà bầu gì sao nhìn nó giống đàn ông thế? Lại còn xấu nữa chứ. Cái gì này? Mụn ruồi à? Anh còn tưởng ve chó đậu trên mặt cơ. Chi tiết thật đấy. Thì chắc là người làm người ta có ý đồ gì đấy. Nếu mà anh thấy không đẹp thì em bước đi vậy. Thôi, nếu vợ anh đã ưng ấy thì xấu mấy cũng ok mà. Thôi bây giờ anh đi tắm nhá. Rồi tí nữa anh vào, vợ hướng dẫn anh sử dụng con ma nơ canh này. Có gì còn giúp đỡ vợ nữa chứ. Em ơi, suýt nữa thì lộ, anh đái cả ra quần rồi này. Bây giờ phải làm sao hả em? Em cũng không biết bây giờ phải làm sao nữa. Thằng chồng em, nó nghĩ anh là ma nơ canh thật rồi. Mà bây giờ anh biến mất thì cũng kỳ. À, hay là thế này đi. Anh cứ chịu khó một chút, ôm cái bụng bầu này ở trong nhà em. Rồi ngày ngày chúng mình vẫn được ăn chung, ngủ chung. Rồi em mà lỡ lấy được cái tài sản gì của nó thì anh giấu vào bụng bầu này. Thế không phải là một công đôi việc à? Thôi thì cũng được, anh chịu thiệt một tí vậy. Nhưng mà em lấy nhanh nhanh lên nhá, chứ anh đứng thế này mỏi lắm. Được rồi, anh yên tâm, em sẽ sớm lấy hết tài sản của nó, rồi chúng mình cao chạy xa bay. Anh biết rồi. Nhưng mà anh nhớ là phải giữ yên một tư thế đấy nhá, không muốn đi đấy. Biết rồi. Hoàng ơi, Hoàng, Ngọc ơi, Ngọc. Bà hét cái gì đấy? Sao trên giường ngủ của vợ chồng ông lại có ba người nằm? Có vợ tôi với tôi. Ôi trời, sao con ma nơ canh này lại nằm đấy lúc nào không vậy? Ôi, anh sao thế? Thì là con ma nơ canh thôi mà, sao phải hét lên như thế? Với cả lúc anh đi công tác không có nhà, em quen ôm nó ngủ rồi. Con ma nơ canh này cũng giúp em có tư thế nằm thoải mái hơn khi mà em đang mang bầu. Ma nơ canh á? Đây là con ma nơ canh thai giáo, vợ tôi mới mua về đấy. Lần đầu tiên tôi nghe đến ma nơ canh thai giáo đấy. Con ma nơ canh này trông giống thật nhở? Tôi nhìn nó giống đàn ông ấy, mà lại còn có cả lông chân nữa. Ôi, này, chị vô duyên và vừa thôi chứ. Mà
chị cũng chỉ là bạn của chồng tôi thôi, tự dưng lại xông vào phòng ngủ vợ chồng tôi xét nét cái gì đấy? Chị định chia rẽ chúng tôi đúng không? Không, chị làm gì có ý định chia rẽ gì tình cảm của vợ chồng em. Chẳng qua là chị mang thuốc bổ mà chồng em nhờ chị mua sang đây. Chị đến nơi, chị thấy cửa nhà mở toang ra, chị gọi chẳng thấy ai trả lời. Chị sợ là có trộm, thế nên phải vào kiểm tra đấy. Cửa nhà mở á? Rõ ràng tôi qua đi ngủ tôi đã đóng rồi mà. Tôi làm sao mà biết được, có thế nào thì tôi nói thế thôi. Lần sau trước khi đi ngủ, nhớ kiểm tra cửa giả cho cẩn thận vào đấy. Thôi, ra đây tôi đưa thuốc cho. Sao không đưa luôn ở bên trong, đi đâu đây? Này, thuốc đây. Ông không thấy kỳ à? Hai vợ chồng ông nằm trên giường, tự nhiên có hình nộm nằm bên cạnh. Ông để như thế mà được à? Không làm sao đâu, vợ tôi đang mang bầu, vợ tôi thích thì tôi chiều vợ tôi một tí. Tôi thấy như thế là không được đâu. Tôi nhìn con hình nộm đấy của nhà ông trông rất là giống người thật. Nhìn nó giống đàn ông lắm. Mà đặc biệt là nó giống một người mà tôi từng nhìn thấy đi với vợ ông đấy. Ơ hai cái con này, mày đi đứng kiểu gì vai phải vợ tao rồi? Sao không em? Này anh, anh mới là vô lý. Tôi đang đứng yên ở đây, hai người đi cố tình va phải tôi cơ mà. Thôi, mình đi đi anh. Ngọc, sao người đàn ông này lại nói là chồng em? Quen à? Chị Trang, em mới học lớp diễn xuất. Đây là bạn diễn của em. Đây là Trang, bạn thân của chồng em. Thôi, đến giờ học rồi, và em đi đây. Lớp diễn xuất á? Vợ chồng? Sao vừa nãy mình nghe có tiếng bóng nổ nhỉ? Chẳng lẽ lại có điều gì khuất tất à? Thì vợ tôi cũng kể là đi học lớp diễn xuất, xong tình cờ gặp bà rồi. Và bà cũng suy nghĩ vừa thôi. Bây giờ thời đại 4.0 rồi, người ta làm cái gì chẳng giống thật. Ông có bao giờ thấy là vợ ông có vấn đề không? Này, bà đừng nói linh tinh nữa. Thôi bà đi về đi. Lắm chuyện vừa rồi đừng đến đây nữa. Này! Em về rồi đây. Ủa, anh làm gì đấy? Sao anh lại mang con ma nước canh ra đây? Lại còn định làm gì nó thế? Thì anh thấy em để nó ở trong phòng nhiều quá, nó bí bách. Anh định mang nó ra đây cho nó thoáng ấy mà. Với cả là anh thấy con ma nơ canh này cũng hay phết đấy. Rất là mới lạ đấy. Anh thấy nó cũng mềm dẻo này. Cho nên là anh định test thử độ bền của nó. Nhỡ nó mà hỏng thì anh mua cho con mới. Đằng nào con này nó cũng xấu rồi mà. Xấu lên tí nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ. Thôi, anh làm thế nó mẻ. Mà nó đã đang xấu rồi, anh làm thế còn xấu nữa, kinh lắm. Rồi, em xin. Em nói vậy thì thôi, thế để anh bê nó vào phòng nhá. Này, em có vừa nghe thấy cái tiếng gì không? Em kêu đấy. Con anh nó đạp, em đau quá em kêu. Đó, để xem vợ anh có làm sao không nào. Ngồi xuống đây. Có làm sao không? Mà sao mình không vào phòng ngủ hả anh? Mình ngồi đây cho nó thoáng, chứ ở phòng ngủ mãi thì còn gì nữa. Ngồi đây ngắm cái con ma la canh này cũng hay phết đấy nhở. Em có bất ngờ này cho anh đấy. Bất ngờ gì thế? Anh đợi một tí nhá. Nào, bây giờ không diễn nữa à? Mày yên tâm đi, đừng có cuống. Sao mà phải lúng túng thế? Tôi quay lại được hết cảnh hai người diễn như thế nào rồi, để làm bằng chứng đấy. Thế này là sao Ngọc? Tại sao con ma nơ canh của em lại biết cử động? Thì em bảo với anh, đây là bản đặc biệt mà, nó có công tắc để tự chuyển động ý. Tự chuyển động được á? Hiện đại nhở? Nếu mà vậy, đổ nước sôi lên chắc là không sao đâu. Ôi mày điên à? Mày đổ nước sôi thì bố ai mà chịu được? Anh làm cái gì đấy? Lộ hết cả rồi. Thế chẳng nhẽ để nó đổ nước sôi vào người à? Bố ai mà chịu được? Yên tâm đi, tôi chỉ nói vậy thôi. Trong này là nước bình thường, không phải nước sôi. Tôi nói như vậy để hai người lộ cái đuôi cáo. Hoàng,
Bây giờ ông đã nhìn rõ bộ mặt thật của vợ ông chưa? Vợ ông ngang nhiên ngoại tình và đưa nhân tình về nhà nằm chung giường với ông đấy. Mà không phải chỉ có mỗi vậy thôi đâu. Cái gì thế này? Thật sao lại có vàng của tôi ở đây? Ngọc, cái thai trong bụng em chỉ là quả bóng thôi hay sao? Chuyện này là sao? Anh đã đối xử với em không tốt chỗ nào mà anh đối xử với anh như thế? Chỗ nào không tốt đó? Nếu anh đã hỏi thì tôi sẽ trả lời. Anh suốt ngày chỉ công việc, công việc. Anh đi công tác hàng tháng trời, anh có nghĩ tôi ở nhà một mình như thế nào không? Tôi ở nhà một mình cô đơn lạnh lẽo. Đến lúc tôi bị sảy thai anh có biết không? Anh suốt ngày chỉ kiếm tiền. Rồi anh vứt tiền vào mặt tôi như thế. Thế mà anh gọi đấy là yêu tôi á? Tôi cần một người yêu thương tôi như là anh Cường cơ. Thế nên là tôi quyết định tiếp tục giả bầu để lấy hết tài sản của anh đấy. Nếu như không còn yêu nữa thì chia tay để giải thoát cho nhau đi. Cô làm như vậy chẳng qua là cô đang lấp liếm cho cái việc cô ngoại tình, cô phản bội Hoàng. Thực chất là cô chỉ yêu bản thân cô thôi. Cô vừa muốn có nhân tình, vừa muốn có tiền của chồng. Cô đúng là đồ tham lam. Tao thấy đấy thì sao? Mày thì khác gì? Thế là mày cũng thích chồng tao. Đúng là cái loại bạn thân khác giới. Hãm! Cô thôi đi! Đừng có đánh đồng người khác giống như cô. Trang chỉ cảnh cáo tôi thôi. Nếu như không có cô ấy thì tôi còn bị cô lừa đến bao giờ nữa. Tôi sẽ tố cáo anh vì tội trộm cắp tài sản và xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Chúng ta ly hôn đi. Cô đừng hòng lấy được một đồng từ tôi. Không lấy thì không lấy. Chỉ cần tôi và anh Cường yêu nhau, thế là đủ. Cô nói cái gì đấy? Tao đến với mày ấy cũng chỉ vì mày lừa với tao, lấy tiền của chồng mày đem cho tao. Nhưng mà bây giờ không có một xu ấy thì cút. Tao không muốn đi tù. Bye. Anh Cường đừng bỏ em. Này, ông không đuổi theo vợ ông à? Bỏ đi. Lỗi một phần cũng là tại tôi mà. Tại tôi là một người chồng không tốt. Coi như là một bài học đi. Ông không hận cô ta à? Hận thì cũng có làm được gì đâu. Quả báo ấy sẽ không chừa một ai đâu. Thôi, cố gắng lên. Nào, anh làm cái gì đấy? Bây giờ em mà bỏ chiếc hộp này ra, chứng tỏ là em ngoại tình. Khổ quá, anh đừng có suy tính như thế mà. Mà anh đội cái hộp này lên đầu em thì giải quyết được cái gì chứ? Chỉ cần người ta không nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em thì sẽ không có ai cướp em khỏi tay anh cả. Anh thôi đi. Bây giờ em bầu vượt mặt ra như thế này rồi, ai mà còn tơ tưởng đến em nữa. Mà em cũng không phải là người phụ nữ như thế. Anh cứ thử nghĩ mà xem. Sáng anh đưa em đi làm, chiều anh đưa em về, thì em còn có tư tưởng ngoại tình gì với ai được chứ? Em không có tư tưởng ngoại tình với ai, nhưng mà người ta có với em. Bây giờ chỉ cần người ta không nhìn thấy gương mặt của em, thấy em dở hơi, thấy em bất bình thường thì sẽ không ai muốn em cả. Còn bây giờ mà em không đội chiếc hộp này thì chứng tỏ là em không yêu anh, thì chứng tỏ là em có tư tưởng ngoại tình. Anh đừng có to tiếng như thế. Em đội là được chứ gì? Ngoan. Em phải đội chiếc hộp này trong suốt quá trình làm việc. Đến khi nào anh đến đón em thì mới được bỏ ra, nhớ chưa? Thế bây giờ anh có định đưa em đi làm không? Muộn giờ làm của em rồi đấy. Đi. Tao đây. Đùa có một tí thôi mà. Chúc mừng nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất 6 tháng đầu năm nhá. Cảm ơn mày. Mà sao nay mang cái giao diện độc lạ đi làm thế? Hợp với mày lắm đấy nhá. Thôi, đừng có hỏi tôi nữa. Đang đau hết cả đầu đây.
Lại làm sao? Tự dưng lại đội cái hộp phong ấn nhan sắc thế này à? Thì cũng tại ông Hùng nhà tôi thôi. Căn bản là chả hiểu tại sao tự dưng dạo này lại cứ ghen tuông vớ vẩn. Mà trong khi đó vợ thì bầu to vượt mặt ra rồi, cứ lo đi với thằng khác, vớ va vớ vẩn không à? Thế hóa ra là ông Hùng phong ấn nhan sắc để không ai ngắm được à? Mà thôi, cũng chả biết vui hay buồn nữa. Thế nhưng mà chẳng lẽ định đội cái hộp này mãi à? Ghen tuông như thế mệt mỏi lắm ấy. Thôi, chiều ông ấy một tí. Cũng tại vì là ông ấy yêu tôi quá nên mới làm như thế thôi. Chả biết là yêu đương đến đâu. Thế nhưng mà làm cái này mệt mỏi lắm. Phải tôi bỏ luôn cho rồi. Đấy là tại vì bà chưa có con thôi. Căn bản là khi có con rồi thì mình suy nghĩ sẽ khác hơn. Với lại mục tiêu hàng đầu của tôi là một gia đình đầy đủ hạnh phúc. Có cả bố lẫn mẹ, có cả con nữa thì gia đình mới hạnh phúc được. Tao đã vất vả làm việc cật lực, nhưng lần nào mày cũng đều cướp đi danh hiệu nhân viên xuất sắc của tao. Vậy thì tao sẽ cướp đi chồng của mày, cha của con mày, để mày hiểu cảm giác bị cướp là như thế nào. Tao không thể để mày có được mọi thứ như thế được. Này, nghĩ cái gì mà đần bạc ra thế? À, không có gì. Thôi mày làm việc đi, tao đi làm việc đây. Alo, anh Hùng ạ? Dạ, em là Phương Anh, bạn thân của Trang đấy ạ. À, em gọi để báo cho anh biết, cái Trang vừa được khen thưởng là nhân viên xuất sắc 6 tháng đầu năm đấy ạ. Vâng, anh đúng là số hưởng mà. Ôi, ở trên công ty á, bao nhiêu người ao ước là có được người vợ vừa đẹp lại còn giỏi như Trang nữa đấy. Cái Trang nó mà chưa có chồng á, chắc là ối anh bâu vào ấy chứ ạ. Dạ vâng ạ. Anh làm cái gì đấy? Đâu rồi? Thư tình của cô đâu? Cô giấu thư tình ở đâu? Anh bị điên à? Em làm gì có cái thư tình nào? Cô đừng nghĩ là tôi không biết cô làm gì. Cô chỉ đợi cái hộp này khi mà tôi ở đấy thôi. Còn tôi về ở trên công ty cô làm lích gì đâu. Cô chỉ giỏi tả lơi đồng nghiệp thôi. Anh đừng có ghen tuông mù quá như thế. Em không phải là con người như vậy. Không ngoại tình à? Thế tôi hỏi cô, cái gì đây? Cái gì đây? Em không biết. Em không biết tại sao lại có tờ giấy này ở trong túi của em nữa. Khách sạn ngàn sao à? Không gặp không về cơ à? Cô dám làm chuyện này sau lưng tôi à? Thằng này là thằng nào? Chẳng có thằng nào hết. Em cũng không hiểu tại sao tờ giấy này lại ở trong túi của em. Anh đừng có hành động khi anh chưa rõ trắng đen như thế nhá. Cô im đi. Chẳng có đứa đích nào ngoại tình mà nhận là mình ngoại tình cả. Cô có biết nghĩ đến con cơ à? Cô biết nghĩ đến con mà cô làm ra cái trò này. Cũng may là Phương Anh đã nói cho tôi biết. Nếu không thì tôi không biết là cô đã ngoại tình với bao nhiêu thằng ở công ty. Về nhà thì diễn ra cái bộ mặt lừa chồng dối con thế ạ. Phương Anh á? Phương Anh đã nói gì với anh? Phương Anh nó là bạn cô đấy. Nó là bạn cô mà nó phải nói ra những lời như thế. Thì cô xem lại bản thân mình đi. Xem mình là hạng đàn bà. Em không biết. Em không biết là người nào viết tờ giấy này. Và em cũng không hiểu tại sao nó ở trong túi em. Em chỉ cần biết là người viết tờ giấy này là người muốn hãm hại em. Anh phải tin vợ anh chứ. Tin cô để cô cắm sừng đến đầu tôi à? Nói chung là ngày mai ở nhà, không đi làm nữa. Anh đừng có vô lý như thế. Em chẳng làm gì sai nên em cũng sợ. Em cũng không nghỉ làm đâu. Cô giỏi lắm. Nếu không vì đứa con này với tôi. Tôi nói một lần cuối, cô mà còn đi làm nữa thì đừng có trách tôi.
Hóa ra đây là cách mà hai người đối xử với tôi à? Luôn luôn tìm cách đâm bị thóc, chọc bị gạo, rồi phá hoại gia đình nhà người khác. Cô có thấy vui không? Anh xem người vợ quốc dân của anh nói kìa, cô ta ngoại tình thì được, còn anh thì không. Cô thấy chưa? Cô đã hiểu được cảm giác của tôi chưa? Anh cứ làm gì mà anh cho là đúng, bởi vì anh là người như thế mà. Anh thà tin rằng cả thế giới sai, chứ không bao giờ anh tin rằng anh sai. Và anh luôn nghi ngờ tôi. Còn về cảm nhận của anh thì tôi xin lỗi, tôi không cảm nhận được, vì tôi không phải là người ngoại tình. Xin lỗi vì đã phá vỡ không gian riêng tư của hai người. Hai người cứ tiếp tục đi. Anh đừng đi. Anh mà đi là anh thua nó đấy. Nó làm như vậy chỉ muốn anh đuổi theo, xuống nước để cầu xin nó thôi. Anh phải để cho nó sáng mắt ra, quỳ xuống xin anh. Như thế thì mới không dám ngoại tình nữa chứ. Nhưng mà tôi thấy cô ấy chả bất ngờ gì cả, thậm chí là chẳng có một chút tức giận nào. Đấy chỉ là biểu hiện của người phụ nữ ngoại tình thôi. Chán chồng rồi thì làm như thế. Mà em còn đang nghi ngờ đứa con ở trong bụng cô ta không phải là của anh đâu. Đứa bé là của tôi. Thôi được rồi, anh đừng giận nữa. Em nói thế cũng chỉ muốn cho anh để tâm hơn thôi. Chứ còn đấy mà là con của anh thì em lại chả vui mừng quá nhỉ? Nhưng mà tại sao cô lại giúp tôi? Tại sao cô lại đồng ý đóng giả nhân tình của tôi, trong khi cô là bạn thân của vợ tôi? Tính ra thì trong chuyện này cô hại nhiều hơn là được đấy. À thì lúc nào em cũng ghen tị với Trang, bởi vì có một người chồng vừa đẹp trai, chu đáo, lại còn yêu thương vợ con như thế. Thế nên em mới giúp anh đấy. Thật vậy sao? Anh, nhân cơ hội này anh có muốn chúng mình tiến sâu hơn một chút không? Đơn này hôm tôi ký rồi đấy. Giờ đến lượt cô. Và cô nên nhớ là cô ký vào rồi, cô sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng. Hai người có biết là tôi chờ đợi ngày này rất lâu rồi không? Là sao? Ý của cô là gì? Đây là đơn ly hôn, chứ không phải là giấy đăng ký kết hôn rồi mà vui như thế. Anh Hùng bỏ cô để cưới tôi đấy. Thì sao? Tôi đã chán ngấy cái cuộc hôn nhân, chung sống với một người chồng ích kỷ, suốt ngày chỉ biết đến bản thân mình và ghen tuông mù quáng. Tôi cũng không cần tài sản gì ở gia đình này đâu. Và tôi cũng chỉ muốn ly hôn anh ta, nuôi con một mình mà thôi. Cảm ơn cô nhé. Cô đã giúp tôi thực hiện kế hoạch này dễ dàng hơn bao giờ hết. Vậy là hóa ra tôi mới là người bị cô lên kế hoạch để đưa vào chồng đấy à? Đúng là tôi lên kế hoạch, nhưng có bước vào kế hoạch của tôi hay không thì lại là do cô lựa chọn mà, đúng không? Này, nghĩ cái gì mà đần mặt ra thế? À, không có gì. Thôi mày làm việc đi, tao đi làm việc đây. Cô bắt đầu hành động rồi sao? Vậy thì để tôi vờ như không thấy gì, giúp cô đạt được mong ước vậy. Vậy những cái lời nói về người chồng tử tế, mong muốn con cái của một gia đình đầy đủ hạnh phúc đều là giả. Cô ném cho tôi một bãi phân để rồi cô bước ra khỏi cuộc sống hôn nhân dễ dàng như vậy à? Hóa ra tất cả là do cô.
là cô lừa tôi lên giường với cô ta. Lừa gì chứ? Lên giường với cô ta hay không là quyết định của anh. Tôi đâu có ép anh lên giường với cô ta được đâu. Đơn ly hôn thì tôi cũng đã ký rồi. Tôi không cần tài sản gì hết. Tôi sẽ nuôi con một mình. Không, không thể như thế được. Trang à, em nghe anh nói đi. Anh biết là anh sai rồi. Thực sự anh với cô ta chưa có gì cả. Anh lên giường với cô ta nhưng mà bọn anh chưa làm gì hết. Tất cả là do cô ta. Là cô ta cố tình lên kế hoạch để phá vỡ hạnh phúc của chúng ta đấy. Này, anh đừng mà phủ đi như vậy. Anh lên giường với tôi, bây giờ đổ lỗi cho tôi đi à? Đúng là đồ khốn nạn. Im mồm. Tất cả là do cô này. Nếu như cô không quyến rũ tôi cũng chẳng thèm khát gì cô đâu. Người tôi yêu duy nhất là vợ tôi thôi. Chàng, anh xin lỗi. Coi như lần này là anh sai đi. Em bỏ qua cho anh nhé. Anh không có tình cảm gì với cô ta cả. Hơn nữa, chúng ta có con nhỏ mà. Sau này chúng ta phải cùng nhau chăm sóc con. Con của chúng ta phải có cả đủ bố đủ mẹ thì mới hạnh phúc được chứ, đúng không? Anh bị thần kinh à? Con tôi mà không có anh ấy thì chắc chắn tôi và nó sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều ấy. Tôi tự tin với khả năng kiếm tiền và tự lập của tôi thì tôi sẵn sàng có thể cho con tôi một cuộc sống đầy đủ và ấm no mà không cần có bố. Một lần nữa cảm ơn cô nhé. Trang, tất cả là tại cô đấy. Cô làm tôi mất hết, làm tôi mất hết rồi. Anh tưởng tôi thích thú với anh lắm? Tôi lên giường với anh chỉ muốn trêu tức cô ta, muốn cô ta sống khổ sống sở thôi. Anh đừng nghĩ là mình báu lắm. Mất hết rồi. Mất hết rồi. Nghe em nói là làm cách này thì trắng ra. Phải làm thử xem thế nào. Phương anh ơi, salad làm xong cho em. Xong rồi ạ. Ai chà, hôm nay Phương Anh chuẩn bị cho mấy món salad này, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Anh ơi, anh ngửi xem có mùi gì không? Anh có thấy mùi gì đâu nhỉ? À, đúng rồi, chắc là do vợ đang mang bầu, thế cho nên vợ bị nhạy cảm với cả mấy cái mùi này ấy mà. Mà không sao đâu. Anh ăn thử xem nào. Ngon mà, có mùi gì đâu. Em ăn đi. Người giàu có khác, quán mỹ phẩm xịn. Mình phải tranh thủ dùng mới được, chứ không thì đến bao giờ mới có tiền để mua. Ui, người đâu mà lắm quần áo thế không biết, chả bù cho mình gì cả. Có vài cái bộ mặc đi mặc lại. Đúng là cuộc đời bất công mà. Trông cũng xinh phết. Ê,
chuẩn bị có kịch hay để xem rồi. Chồng, anh có ngửi thấy mùi gì không? Làm gì có mùi gì nhở? Chắc là vợ lại lên cơn ngén mùi rồi đấy mà. Không phải, có mùi thật mà. Mùi hắc hắc kiểu nước hoa ấy. Anh Long, cái gì đây? Sao trên áo của anh lại có vết son? Mùi như hoa rẻ tiền thế này. Bây giờ anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Rõ ràng là áo của anh. Anh đi với con nào để còn dính vết son lên trên áo, còn buông cả cái mùi nước hoa rẻ tiền ra đây nữa. Anh còn cãi à? Tráng, em bình tĩnh đi đã. Thật sự là anh không có biết mùi này đến từ đâu cả. Bằng chứng rành rành như thế này anh còn chối. Anh còn cãi cái gì nữa? Em bình tĩnh đi, nghe anh nói được không? Bỏ ra. Tráng, em vẫn chưa về à? Tôi về nhà mẹ. Tạm thời tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa. Anh Long, cho em nhờ chút. Ôi trời. Phương Anh, cô đang làm cái gì vậy? Anh sợ cái gì chứ? Dù sao thì chị Trang cũng bề ngoại như thế. Ý của cô là gì? Thì em biết là chị Trang bầu bí khiến anh khó chịu. Thế nên là em chỉ muốn giúp anh giải quyết nhu cầu thôi mà. Phương Anh, cô đừng mà nói linh tinh. Em làm gì có nói linh tinh. Chẳng phải là hôm trước chị Trang bắt gặp anh ngoại tình còn gì. Thì ra là cô. Có phải là cô bày trò đúng không? Bảo sao trên cổ áo của tôi có vết son. Tất cả do cô làm đấy à? Thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà em chỉ muốn giúp anh giải quyết nhu cầu thôi mà. Em có ý gì đâu. Phương Anh, tôi nói cho cô biết này. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ là tôi sẽ phản bội vợ của mình cả. Thế cho nên cô bỏ ngay suy nghĩ này đi. Xem ra là không thích gái lạ. Mình phải tìm cách khác thôi. Vào đây. Giới thiệu với em, đây là Phiêu, đồng nghiệp mới ở công ty anh đấy. Còn giới thiệu với Phiêu, đây là bà xã của anh, tên là Trang. Dạ em chào chị Trang ạ. Em là Phiêu, cấp dưới của anh Long. Hôm nay được anh Long mời sang đây ăn, đúng là quý hóa quá. Cứ thoải mái Phiêu nhá. Bé giúp việc nhà chị chuẩn bị đồ ăn cũng sắp xong rồi. Cứ tự nhiên như ở nhà thôi. Dạ vâng, dạ em xin phép ạ. Anh cho ngồi đi. Ôi, có sao không? Em xin lỗi, em vô ý quá. Để em vào nhà vệ sinh, em xử lý chút ạ. Không sao đâu, vào trong đi, sự cố nhỏ thôi mà. Làm gì đây? Này, anh là ai đấy? Tôi là khách của anh Long. Nhìn cô như này, biết ngay là giúp việc. Đưa đây. Thuốc ngủ. Đây. Cô định pha để mà cho anh Long với cả chị Trang uống đấy à? Hả? Thì sao? Liên quan gì đến anh? Không liên quan đến tôi. Này, tôi là người bắt quả tang cô đấy nhá. Sẽ như thế nào nhưng mà hai anh chị ấy biết hành vi này của cô? Thì anh cứ coi như là không biết gì đi. Cái gì cơ? Coi như là không biết gì á? Này, tôi thấy cô là một người cực kỳ là nguy hiểm, cực kỳ là
xuất sắc đấy nhá. Này, tôi đến đây mà vẫn chưa nghĩ ra được cái kế hoạch này. Tôi bảo, trong cái thời gian thích hợp như này, bộ mình xong kế hoạch bích đi. Tôi sẽ giả ngơ, coi như không biết gì, để cho cô thoải mái pha thuốc cho hai người uống. Còn tôi, chỉ cần cô lấy cho tôi một thứ ở trong căn nhà này. Ok. Hóa ra là cũng như nhau cả thôi. Thôi được rồi, cứ theo ý anh đi. À, em pha nước xong rồi, em mời anh chị ạ. Tự nhiên đi em. Em mời anh chị ạ. Anh Long, chị Trang, hai người ngất rồi à? Này, cô đi ra được rồi đấy. Công nhận là thuốc ngủ có tác dụng nhanh thật. À, bây giờ anh nói cho tôi biết đi, tại sao anh lại muốn hại anh Long chứ? Bởi vì anh ta xứng đáng. Phiêu này, chú mới về công ty, thế cho nên chưa quen việc phải không? Nhưng mà đừng lo, đối tác lần này anh có quen, để nó giúp đỡ chú một câu nhá. Tuy là dự án lần này do chú mang về, thế nhưng mà cứ để anh phụ trách cho chú đỡ khổ nhá. Anh có thấy tức là anh sẽ cầm trịch dự án này, nhưng mà em là người đi đàm phán, sau rồi mang dự án về, em đảm đương được anh ạ. Chú không hiểu ý của anh rồi, chú mới về làm, mối quan hệ với kinh nghiệm vẫn còn non lắm. Với lại nói thật ấy, anh không muốn động dự án của chú đâu, nhưng mà nghĩ vì lợi ích của công ty, thế cho nên là thôi, ngựa non háu đá làm cái gì. Thôi, chốt như vậy đi nhá, có gì tối gửi thông tin sang cho anh nhá. Nghĩ mình có mối quan hệ cho nên là sao ai mua võ cho gì để biết thừa nhá. Đây mà không ăn được ấy, là không thằng nào ăn được đâu. Hóa ra là anh cũng chẳng ưa gì anh Long. Vậy mà diễn tốt thật đấy. Tôi phải diễn thì anh ta mới tin tưởng tôi được chứ. Thứ mà anh cần đây, muốn trao đổi hay làm gì thì tùy. Tôi cũng có thứ tôi cần rồi. Từ nay chúng ta đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau. Nhất trí. Làm được giỏi lắm. Anh Long, tại sao hai anh chị lại tỉnh lại được ạ? Cô nghĩ là vợ chồng tôi vô tri đến cái mức mà cô làm bao nhiêu chuyện mà vợ chồng tôi vẫn không hay biết à? Anh đây, có chuyện gì thế? Thuốc ngủ này là của anh à? Đâu có. Anh mua thuốc ngủ để làm gì đâu? Em không mua, anh cũng không mua. Vậy nhà này chỉ có cái Phương Anh, nó mua thuốc ngủ để làm gì? Vợ này, có chuyện này anh đã định nói với em từ lâu rồi. Cái Phương Anh ấy, nó không phải là đứa đơn giản đâu. Nó đã từng gạ gẫm anh rồi đấy. Cái gì? Thật á? Cả cái chuyện vết son trên áo của anh nữa, hóa ra là do Phương Anh làm. Nó muốn phá bọn mình em à? Hôm trước anh có đặt camera trong phòng ngủ, phát hiện ra nó định lấy tiền bằng bọn mình nữa đấy. Hóa ra bấy lâu nay mình nuôi ong tại áo, nuôi cáo trong nhà mà không biết. Bây giờ phải làm thế nào? Anh muốn nói không thể nào chối cãi được. Anh sẽ cháo cái thuốc ngủ này, mình cứ thực hiện theo kế hoạch của nó đi. Nhưng mà em phải nhớ, nó là một người rất lươn lẹo. Em xin lỗi anh chị ạ, anh chị tha cho em đi ạ. Cô bị thần kinh à?
Cô nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện xấu cô làm đằng sau lưng vợ chồng tôi mà vợ chồng tôi vẫn tin cô à? Nói để cho cô biết, một lần bất tín, vạn lần không tin. Đúng là không thể tin rồi. Tất cả những gì các người làm, cậu Phiêu, tôi có đối xử với cậu có gì không phù hợp? Tại sao cậu lại muốn hại chết tôi như thế? Là vì tôi không phục. Anh đừng tưởng là anh có chút kinh nghiệm là muốn hất tay trên của tôi. Cậu đang nói cái gì đấy? Tôi không bao giờ có suy nghĩ như vậy cả. Cậu nên nhớ này, tôi đã là người giúp cậu. Nếu không ấy, cậu đã phải đền bù một số tiền rất là lớn đấy. Được thôi, việc này tôi sẽ báo cáo lên ban giám đốc. Nhắc cho tôi đã có đầy đủ bằng chứng tất cả hành vi các người làm rồi đấy. Anh